Xin chào tất cả, bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Hiệu. Và nếu bạn đã theo dõi video trước của Hiệu thì Hiệu đang ở Bắc Ninh. Và ngày hôm nay thì Hiệu đang có mặt tại Hà Nội, nơi mà Hiệu làm việc và phát triển mỗi ngày. Và trong cái chuyến hành trình vừa rồi thì mình được gặp những người bạn thân của mình và có chia sẻ những câu chuyện của một cặp đôi 9X. Cái câu chuyện này rất là thú vị. Câu chuyện này khiến cho cặp đôi 9X đấy phải dở khóc dở cười và khiến cho cả gia đình phải mếu máo. Bởi vì là khi họ tổ chức đám cưới, họ đã dư mất 40 mâm cỗ. Các bạn biết không? Dư 40 mâm cỗ các bạn ạ. Trời ơi. Cái 40 mâm cỗ đấy, nếu cho đi thì tiếc, mà không cho thì cũng dư, thì cũng chẳng làm gì được. Nên là cuối cùng họ cũng đã phải gọi chia cho tất cả những anh chị em hàng xóm, cũng như gọi tất cả mọi người đến đến ăn để hết được cái 40 mâm cỗ đấy. Và điều gì lại làm cho cái cặp đôi 9X này dư mất 40 mâm cỗ? Đó là một cái khâu rất là quan trọng trong quá trình mà chuẩn bị đám cưới. Nếu các bạn chỉ nhìn thấy những cái hình ảnh đã post đám cưới, status mời cưới trên mạng Facebook hoặc là Zalo, thì các bạn biết rằng là có rất là nhiều người đến comment và những cô dâu chú rể đấy phải nhắn tin gọi điện để có thể mời cưới. Và có những người mà họ cũng mời cưới bằng thiệp mời, họ cũng mời cưới bằng trên online, nhưng xong họ cũng cô dâu chú rể đấy cũng không đo lường được là số lượng khách mời tham dự được chắc chắn là bao nhiêu. Nên là họ cứ nhắn tin, gọi điện và thông báo mời cưới là họ cứ nghĩ rằng là đó là khách mời họ đến tham dự được đám cưới của bạn. Nhưng đó là hoàn toàn không phải. Bởi vì không phải ai cũng có thể có thời gian để có thể tham dự được cái lễ cưới của bạn được. Có những người có thể là rất là thân thì họ đã phải xin nghỉ từ cả tháng trời để có thể chuẩn bị về tham dự đám cưới của bạn. Nhưng có những người mà mới chỉ thông báo một tuần, họ chưa có thể sắp xếp được thời gian được thì họ cũng chưa thể tham dự được cái đám cưới đấy. Thì các cô dâu chú rể thì trong quá trình đấy phải chuẩn bị từ phải từ 6 tháng trước, 3 tháng rồi cả. Trong quá trình chuẩn bị đó thì phải luôn luôn nhắc nhắc đi nhắc lại liên tục để làm sao có những một list danh sách những cái khách hàng đã chắc chắn là tham dự đám cưới của họ. Và các bạn biết không, với cái tình trạng mời cưới hiện nay thì hầu hết tất cả những cái cô dâu chú rể đều không không kiểm soát được là số lượng đám cưới của mình là tham dự là bao nhiêu, để có thể biết số lượng chính xác để đặt được mâm cỗ tới nhà hàng cũng như là đơn vị mà nó cỗ cho các cô dâu chú rể. Nên là cái tình trạng mà dư cỗ ra rất nhiều hoặc là thiếu hụt cỗ vì số lượng đến bất ngờ mà mình chưa chuẩn bị được thì hầu như đều diễn ra tất cả những cái đám cưới của các cặp đôi trong hiện hiện nay. Và những người bạn thân của mình cũng vậy. Mình cũng đã từng mình tiết lộ với bạn rằng năm 2019 này mình đã tham dự hơn 20 đám cưới, 20 đám cưới và từ Bắc vào Nam. Và trong cái quá trình đám cưới đấy thì mình có được ngồi và nói chuyện với cùng với lại cô dâu chú rể cũng như các phụ huynh để làm sao hiểu thêm được câu chuyện mà đằng sau những cái bức ảnh đám cưới thật đẹp lung linh vậy, là một cả một quá trình dài cũng như là một cái sự lo lắng bồi hồi của họ mà có những đêm không thể ngủ được. Chỉ riêng mời cưới thôi các bạn đấy đã làm cho cô dâu chú rể phải dở khóc dở cười. Còn những đầu công việc khác nữa mà Hiệu chưa kể đến được. Nhưng các bạn phải biết rằng là ai cũng mong muốn trong quá trình mà khi mà ngồi và chia sẻ thì hầu như các cô dâu chú rể cũng như là phụ huynh đều mong muốn có một cái giải pháp nào đấy có thể tiết kiệm, biết được chính xác được số lượng mời cưới cũng như là để làm sao cái quá trình mà chăm sóc khách mời nó hoàn toàn được tốt hơn, tự động hơn và mọi thứ nó diễn ra được trơn tru hơn và để làm sao cái đám cưới của họ được trọn vẹn. Thì mình là sau một thời gian cũng đã tìm hiểu để có thể chuẩn bị cho mình những cái bước đệm để sau này mình có thể tổ chức đám cưới, thì mình đã biết đến một đơn vị mà có thể giúp cho tất cả những cái nơi mà đám cưới được diễn ra được thuận lợi hơn, cũng như là biết được số lượng chính xác được số người tham gia là bao nhiêu, cũng như là chăm sóc khách hàng từ trong quá trình trước khi tổ chức đám cưới, hoặc trong đám cưới cũng sau đám cưới và rất là nhiều điều khác nữa. Thì mình xin được kể đến cho các bạn ở dưới phần mô tả của bình luận này, mô tả của kênh YouTube của mình, thì các bạn có thể kích vào đường link đấy, bạn có thể tìm hiểu thêm. Và hôm nay thì Hiệu rất là vui khi được chia sẻ với bạn những thông tin đấy. Và có những cái nếu mà ai trong số các bạn mà đang chuẩn bị những cái ngày tổ chức hôn lễ tuyệt vời của bạn thì có thể comment phía dưới, thì Hiệu cũng có một cái phần quà có thể gửi tặng các bạn. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của mình và xin hẹn gặp lại các bạn ở
ở video tiếp theo. Xin chào.